Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong video ngày hôm nay. Thuê Văn Hậu về đá vòng chung kết U23 được không? Truyền thông Sóc Đan đánh giá thế nào về U23 Việt Nam? Tuyển UAE có huấn luyện viên mới sau khi ông Van Marwijk bị sa thải. Công Phượng sẽ là át chủ bài để gieo sầu cho người Thái. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Thuê Văn Hậu về đá vòng chung kết U23 được không? Để có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu trong đội U22 vô địch SEA Games 30, phía Việt Nam từng phải tốn 40.000 USD để thuê lại tuyển thủ này từ câu lạc bộ SC Heerenveen của Hà Lan. Nay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á, một giải đấu rất quan trọng với bóng đá Việt Nam, cụ thể là săn chiếc vé đi Olympic Tokyo, tất nhiên sẽ phải quan trọng hơn SEA Games. Tiền thuê 40.000 USD để Văn Hậu trở thành một thành viên, thể hiện vai trò rất sắc nét trong chiếc huy chương vàng SEA Games ai cũng thấy rồi. Nay sân chơi châu lục U23 châu Á nghiệt ngã hơn rất nhiều, nên về mặt chuyên môn rất cần có sự phục vụ của Văn Hậu. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất muốn các bên của Việt Nam quyết liệt tìm bằng được một lối ra cho Văn Hậu. Ở vòng chung kết U23 sắp tới, một giải đấu châu lục vốn đã thách thức, lại còn vòng loại Olympic mà ở đó Việt Nam nêu mục tiêu có vé đi Tokyo nên rất cần mọi nguồn lực, trong đó có Văn Hậu. Vấn đề có thể không còn là tiền hay 40.000 USD nữa mà là việc thương lượng và đặt vấn đề như thế nào khi quyền sở hữu thuộc câu lạc bộ SC Heerenveen. Cần Hậu thì rất cần, nhưng điều quan trọng hơn là cái gật đầu của câu lạc bộ SC Heerenveen. Khi mà ban huấn luyện câu lạc bộ này đã thẳng thắn nhận định việc họ không mạo hiểm sử dụng Hậu ở lượt đi là do Hậu phải trở về đá SEA Games nên không muốn đội bóng bị xáo trộn. Truyền thông Sóc Đan đánh giá thế nào về U23 Việt Nam? Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020, truyền thông Sóc Đan đã có một số bài viết đánh giá về sức mạnh của U23 Việt Nam, hạt giống tại bảng C. Theo đó, họ cho rằng đoàn quân do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt chính là đối thủ đáng gờm nhất đối với U23 Sóc Đan. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Sóc Đan đã rơi vào bảng C, nơi có sự hiện diện của U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam chính là hạt giống và hiện cũng đang là đương kim á quân của giải. Trong khi đó, cả U23 Sóc Đan, U23 UAE và U23 Triều Tiên đều được đánh giá là những đội bóng có thực lực đáng gờm. Trước khi giải đấu tại Thái Lan diễn ra, truyền thông Sóc Đan đã có những bài viết nhận định về tương quan lực lượng của bảng đấu, trong đó đánh giá rất cao U23 Việt Nam. Theo đó, họ cho rằng đoàn quân do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt chính là đối thủ đáng gờm nhất đối với U23 Sóc Đan. Đầu tiên, Trang Petra viết, kết quả bốc thăm đưa U23 Sóc Đan chung bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. Xét về tình hình lực lượng, rõ ràng U23 Việt Nam là thách thức lớn nhất với chúng ta ở vòng bảng. Họ bước đến giải lần này với tư cách Á quân U23 châu Á 2018 và nền bóng đá Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ. Trang Asbel cũng bình luận, U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ vào chung kết giải đấu gần nhất ở Thường Châu, Trung Quốc. Ở giải lần này, Rồng Vàng lại được xem là ứng viên cho một trong hai chiếc vé tứ kết tại bảng D. Có thể nói, huấn luyện viên Ahmed Aboukader đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic Tokyo 2020. Mới đây, huấn luyện viên Ahmed Aboukader đã công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ Sóc Đan cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong danh sách này, ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Sóc Đan là Moussa Al-Tamari đã không thể góp mặt. Moussa Al-Tamari được mệnh danh là Maxine Sóc Đan. Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ ở châu Âu Apoel và vừa góp công lớn giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng Europa League. Tuy nhiên, do vòng chung kết U23 châu Á không thuộc FIFA Day, nên câu lạc bộ chủ quản đã không đồng ý nhả Moussa Al-Tamari trước ngày 13 tháng 1 vì bận thi đấu. Tuyển UAE có huấn luyện viên mới sau khi ông Van Marwijk bị sa thải. Liên đoàn bóng đá UAE đã bổ nhiệm ông Ivan Jovanovic vào chiếc ghế nóng sau sự ra đi của huấn luyện viên Pep Van Marwijk. Jovanovic, 57 tuổi, là huấn luyện viên người Serbia từng có nhiều năm làm việc tại UAE. Khi dẫn dắt câu lạc bộ Anstas, ông Jovanovic được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng UAE với mục tiêu trước mắt là giúp đội bóng vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup 2022. Tại vòng loại, UAE đang đứng thứ tư ở bảng G. Sắp tới, tuyển UAE của huấn luyện viên Jovanovic sẽ lần lượt gặp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Ông Jovanovic cũng được giao nhiệm vụ đưa UAE tới vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.
về quyết định lựa chọn nhà cầm quân người Serbia, Liên đoàn bóng đá UAE cho hay, ông Jovanovic có lý lịch đẹp với những cá tính riêng và nó phù hợp với những yêu cầu mà Ủy ban Kỹ thuật của Liên đoàn đề ra. Ông cũng có sự am hiểu với bóng đá UAE. Huấn luyện viên Jovanovic nhận nhiệm vụ sau khi Liên đoàn bóng đá UAE sa thải huấn luyện viên Bev Van Marwijk hôm 4 tháng 12. Những kết quả đáng thất vọng liên tiếp của tuyển UAE tại vòng loại World Cup 2022 và GAP Cup được cho là nguyên nhân khiến ông Van Marwijk mất việc. Tại GAP Cup ở Doha, Qatar, tuyển UAE bị loại từ vòng bảng sau khi chỉ giành được một trận thắng. Kết quả này khiến Liên đoàn bóng đá UAE quyết định sa thải nhà cầm quân này, dù mới bổ nhiệm ông làm huấn luyện viên tuyển UAE hồi tháng 3 năm 2019. Không nổi tiếng như người tiền nhiệm, nhưng ông Jovanovic cũng gặt hái được những thành công trong nghiệp cầm quân. Ông giúp câu lạc bộ APOEL 4 lần vô địch đảo Cyprus và cùng đội bóng có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng bảng UEFA Champions League năm 2009. Tại câu lạc bộ Anas, ông Jovanovic cùng đội bóng gặt hái một số danh hiệu cúp quốc nội và giúp đội bóng này vào tứ kết AFC Champions League 2016. Công Phượng sẽ là át chủ bài để gieo sầu cho người Thái. Công Phượng đang có cơ hội lớn để làm sầu lòng người Thái, mà cụ thể hơn chính là đội bóng của sân trường. Ngày 22 tháng 12, tờ báo Thái Lan Sport and Thai có bài viết tỏ ra rất háo hức trước việc Công Phượng sẽ khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đại chiến Buriram United, đội bóng cũ của sân trường ở vòng sơ loại AFC Champions League. Tờ báo này đặt tiêu đề: Buriram chắc chắn sẽ đại chiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đối thủ vừa tranh thủ chộp lấy Nguyễn Công Phượng. Lý do khiến Công Phượng gây háo hức với tờ báo Thái Lan là bởi tuy vừa trải qua quãng thời gian chỉ ngồi dự bị ở Sinchudancer của Bỉ, song khi trở về đấu trường Đông Nam Á, tiền đạo xứ Nghệ vẫn là mối đe dọa lớn với bất kỳ một đối thủ nào. Bài viết của Sport and Thai đánh giá, không thể phủ nhận rằng Công Phượng là một cầu thủ tài năng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với việc không được trọng dụng ở đội bóng Bỉ Sinchudancer, cầu thủ này sẽ trở về Việt Nam để đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước mắt, Công Phượng có cơ hội rất lớn đối đầu Buriram United ở vòng loại AFC Champions League. Dù không được thi đấu ở châu Âu, song khi trở về Việt Nam, Công Phượng vẫn là một ngôi sao sáng. Dự kiến tiền đạo họ Nguyễn sẽ là quân bài chủ chốt của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hành quân đến Buriram vào tháng 7 năm 2020 tới đây. Cách đây không lâu theo quyết định của AFC, thì Hà Nội FC bị tước quyền tham dự AFC Champions League và đội Á quân V-League là Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy lên tham dự đấu trường này. Theo kết quả bốc thăm thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu Buriram United của Thái Lan. Ở trận đấu quan trọng này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải chơi trên sân của Buriram và cuộc chiến chỉ diễn ra trong vòng 90 phút bởi theo thể thức, hai đội sẽ chỉ có một lượt đối đầu duy nhất. Đây sẽ là cuộc chiến một mất một còn và tất nhiên, cả hai đội đều đặt mục tiêu chiến thắng để bước vào vòng playoff cuối gặp đội bóng hàng đầu Trung Quốc Shanghai SIPG. Còn nếu thất bại, một trong hai đội sẽ phải xuống chơi ở giải hạng 2 của châu Á là AFC Cup. Với tính chất quan trọng như vậy, Công Phượng chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự kỳ vọng từ cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như người hâm mộ Việt Nam và tất nhiên, Buriram có lý để phải dè chừng với chân sút người Nghệ An. Cách đây ít ngày, tờ báo thể thao nổi tiếng xứ chùa vàng CM Sport có bài viết mang hàm ý mỉa mai Công Phượng với dòng tít: "Về nhà đi thôi Công Phượng." Nguyễn Công Phượng chuyển đến khoác áo Sinchudancer với bản hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai hồi tháng 6 năm 2019, nhưng không có cơ hội ra sân thi đấu nhiều. Anh đã trải qua chuỗi 15 trận liên tiếp không được đăng ký thi đấu tại đội 1 của Chim Hoàng Yến, biệt danh của Sinchudancer. Tính đến thời điểm này, tiền đạo quê Đô Lương Nghệ An mới có 20 phút vào sân, bên cạnh 4 trận được đăng ký dự bị. CM Sport viết, ở Việt Nam, Công Phượng chính là một trong những ngôi sao có nhiều duyên nợ với người Thái nhất. Còn nhớ ở SEA Games 2017, Công Phượng là người từng đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu mà UE2 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hữu Thắng để thua 0-3 trước người Thái để rồi bị loại ngay từ vòng bảng. Cách đây khoảng hơn một tháng, huấn luyện viên Park Hang-seo từng đặt kỳ vọng lớn về Công Phượng khi tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup ngày 19 tháng 11. Trước trận đấu đó, thầy Park trả lời dứt khoát rằng Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Thái Lan. Tất nhiên, đó cũng là kịch bản mà hàng triệu người hâm mộ chờ đợi. Song, Công Phượng không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan trong ngày mà hai đội bất phân thắng bại ở Mỹ Đình. Thậm chí, Phượng còn không xuất hiện ở đội hình xuất phát. Bởi thầy Park rốt cục đã lựa chọn Văn Toàn, Tiến Linh và Quang Hải trên hàng công. Ở trận đấu đó, Phượng chỉ vào sân từ ghế dự bị thay Đỗ Hùng Dũng. Nhưng có lẽ quãng thời gian phải dự bị quá lâu ở Bỉ khiến Phượng không có được cảm giác bóng tốt nhất.
Thế nhưng, mọi thứ có thể sẽ khác nếu Công Phượng có dịp đối đầu người Thái ở cấp câu lạc bộ thay vì đội tuyển quốc gia. Trận quyết đấu ở vòng sơ loại AFC Champions League còn tới 7 tháng nữa mới diễn ra và quãng thời gian này là quá đủ để Công Phượng lấy lại phong độ. Bởi anh khả năng cao sẽ được ra sân thường xuyên ở V-League. Sau quãng thời gian dài phải sống chung với những áp lực ghê gớm ở châu Âu, Công Phượng có thể được cởi bỏ xiềng xích khi trở về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có thể lấy lại phong độ giống như mùa giải 2018 khi anh thi đấu trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, chắc chắn Công Phượng sẽ là nhân tố trụ cột trên hàng công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và anh có thể sẽ là quân át chủ bài để đội bóng Sài Thành đối đầu Buriram. Biết đâu đấy, sau 7 tháng nữa, Công Phượng sẽ lại tỏa sáng ở chính mảnh đất Buriram để tiễn người Thái khỏi đấu trường AFC Champions League. Nếu kịch bản đáng chờ đợi ấy trở thành hiện thực, đó cũng chẳng phải là điều quá bất ngờ. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!